Tử vi tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho con giáp người tuổi Dần, phát triển ổn định, có nền tảng thăng tiến nhờ quý nhân hỗ trợ. Xem tử vi tháng 10 âm lịch năm 2023 của người tuổi Dần cho biết, tháng Quý Hợi nhận được những khoảng thời gian phát triển ổn định với con giáp người tuổi này, nhận tín hiệu tốt ở hầu hết các phương diện cuộc sống. Cục diện tử vi tốt là có lục hợp thái tuế và các tinh thiên đức mang tới cho con giáp này những nền tảng thăng tiến nhất định trong công việc. Về mặt tài lộc, công việc thuận lợi, không chỉ đảm bảo nguồn thu nhập ổn định cho những chủ hộ mà còn hứa hẹn ở các khoản lợi nhuận hoa hồng vô cùng rủng rỉnh. Cục diện tử vi tốt là lục hợp thái tuệ và các tinh thiên đức mang tới cho con giáp này nền tảng thăng tiến nhất định. Sự nghiệp sẽ có những bước tiến đột phá kéo theo cả vận may về tài chính. Dự báo bản mệnh sẽ được quý nhân hỗ trợ, cấp trên, đồng nghiệp tại chỗ làm cũng dành cho bạn nhiều sự công nhận và giúp đỡ khi cần. Với người làm kinh doanh, việc buôn bán trong tháng mới gần như không có gì khiến bạn phải lo lắng. Hàng hóa được tiêu thụ nhanh chóng, buôn may bán đắt, tiền bạc đổ về ầm ầm. Bên cạnh đó, bạn vẫn có những sự chuẩn bị với những biến động của thị trường và cả những lúc chịu cạnh tranh từ đối thủ. Tháng này, nhờ có nguyệt lệnh lâm mộc dục đào hoa có dấu hiệu tăng tiến nhanh, lợi cho người tuổi Dần củng cố các mối quan hệ tình cảm của mình. Người độc thân có thêm cơ hội để làm quen, gặp gỡ, hẹn hò, nhưng vẫn cần phải tỉnh táo để tránh bị lợi dụng tình cảm. Còn người đã có đôi ngày càng gắn bó, khẳng khít bên nhau, có thể tính tới chuyện trùng thân. Nhìn chung, với thái độ tốt và sự nỗ lực tích cực, những người tuổi Dần sẽ đón tháng 10 âm lịch suôn sẻ vui vẻ. Nhưng vì đây là một tháng sẽ khá tất bật, do đó bạn cũng nên chú ý tới vấn đề sức khỏe thể chất, làm việc nghỉ ngơi điều độ, tránh tình trạng tham công tiếc việc khiến cơ thể lao lực. Xem tử vi tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023 đối với con giáp người tuổi Dần luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh sự nghiệp. Vận trình có nhiều khởi sắc giúp cho con đường sự nghiệp của những chủ hộ trong tháng mới cũng có những tiến triển khả quan. Đây là tháng người tuổi Dần được quý nhân hỗ trợ khi lục hợp xuất hiện, nhờ đó các cơ hội thăng tiến tăng lương trong tháng khá cao, bản mệnh nên nhanh tài nắm bắt. Thiên đức các tinh cũng đảm bảo các kế hoạch công việc đều diễn ra ổn thỏa và hầu hết đều nằm trong dự tính ban đầu của con giáp này. Sự chủ động ngay ở những bước đầu giúp cho bạn theo sát tình hình, có sự điều chỉnh kịp thời, hạn chế rất nhiều những rủi ro không đáng. Khi các cơ hội tốt đang mở sẵn ra trước mắt, bạn cần phải tập trung và làm việc chăm chỉ để liên tục nâng cao kỹ năng, kiến thức cho mình. Khi đó, bạn sẽ đủ năng lượng, động lực và có cơ hội đạt được những bước tiến đột phá trong công việc. Cũng trong tháng này, khả năng sáng tạo, lãnh đạo của bạn sẽ được công nhận, nhờ đó mà con giáp người tuổi Dần có thể được trao nắm giữ một số vai trò quan trọng trong tập thể. Đây chính là những bước điểm thăng tiến mà bạn không nên bỏ lỡ. Kỹ năng giao tiếp, hợp tác của bạn cũng sẽ rất cần thiết trong việc giúp bạn thành công trong quá trình làm việc nhóm. Nhân duyên tốt cũng giúp các mối quan hệ trong công việc, quan hệ hợp tác thêm phần dễ thở. Tháng Quý Hợi, cấp trên lẫn đồng nghiệp tại chỗ làm cũng dành cho bạn nhiều sự công nhận và giúp đỡ khi cần. Cơ hội khá nhiều, nhưng đồng thời bạn cũng cần phải nhận thức được một số thách thức đang tiềm ẩn. Bạn vẫn nên thận trọng trong các mối quan hệ. May mắn và thuận lợi hiện tại của người tuổi Dần có thể khiến cho những kẻ tiểu nhân ganh ghét. Bạn có thể gặp phải một số đối thủ cạnh tranh hoặc trở ngại đòi hỏi sự cảnh giác và xoay chuyển tình thế một cách linh hoạt nhất. Nếu bạn giữ thái độ tự mãn, thích thể hiện thì rất có thể sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh không lành mạnh, tự phá hỏng vận may của mình. Hãy dùng chính bản lĩnh và sự lanh lợi, khiêm tốn, nghiêm túc trong mọi việc để giải quyết mọi vấn đề tốt đẹp.
không thể không kể đến những áp lực công việc có thể tăng lên và bạn cần học cách sắp xếp thời gian cũng như giải tỏa căng thẳng một cách hợp lý. Đừng quá lo lắng, nhìn chung vận thể đang đứng về phía con giáp người tuổi Dần và mang tới nhiều hậu thuẫn, mọi việc sẽ tìm được cách giải quyết phù hợp, miễn là bạn nỗ lực và nhanh nhạy trong việc tận dụng các lợi thế sẵn có. Nếu bạn đang có ý định bắt tay kinh doanh riêng lẻ, việc chú ý tới những thay đổi của thị trường và điều chỉnh chiến lược để thích ứng với những thay đổi bất cứ lúc nào sẽ là chìa khóa của thành công. Những bước đầu chập chững có thể có không ít những khó khăn, cần phải kiên nhẫn, bình tĩnh, cho nên bỏ cuộc dễ dàng. Quỹ nhân vận tăng cao cho thấy sẽ có người xuất hiện giúp đỡ bạn đúng lúc khi cần. 2. Luận về phương diện tài chính. Bước sang tháng 10 âm lịch năm 2023 này, không chỉ sự nghiệp, tài vận của những chú hổ cũng trên đà khởi sắc. Con giáp này dự kiến sẽ trải qua một số thay đổi tích cực và đạt được những lợi ích về mặt tài chính. Bạn có thể có một số thu nhập tài chính hoặc cơ hội đầu tư bất ngờ, nhưng bạn cũng cần phải thận trọng với chúng. Người làm công ăn lương vừa có thể yên tâm với thu nhập ổn định từ công việc chính, lại vừa có thể đón thêm các khoản thu ngoài luôn như tiền hoa hồng, tiền thưởng dự án, phụ cấp trách nhiệm. Nhìn chung, thu nhập không chỉ đến từ một nguồn, qua đó bạn có thể nâng cao chất lượng cuộc sống theo ý mình. Với người làm kinh doanh, cục diện nhị hợp giúp các mối quan hệ hợp tác làm ăn của con giáp này vô cùng suôn sẻ trong tháng mới này. Nhân duyên tốt đẹp mở ra những cơ hội gặp gỡ khách hàng, đối tác tiềm năng. Hàng hóa được tiêu thụ nhanh chóng, buôn may bán đắt, tiền bạc đổ về âm âm. Bản mệnh có thể gặp được nhiều cơ hội may mắn thể hiện khả năng của bản thân. Nếu chăm chỉ làm ăn, bạn ắt sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức lao động. Những bước tiến ấn tượng trong cuộc sống của bạn sẽ khiến người khác cảm thấy ngưỡng mộ. Những người mạnh dạn đầu tư cũng có thể yên tâm rằng mặc dù rủi ro tiềm ẩn là điều không thể tránh khỏi, nhưng lợi nhuận thu về là vấn đề để bạn tự tin cho những bước đi tiếp theo. Đặc biệt, sao tốt thiên đức sẽ giúp hóa giải phần nào những xui xẻo bạn có thể đối mặt, gặp dự hóa lành. Vậy nên, nếu bạn cảm thấy đã đến lúc phải làm việc lớn, đừng ngần ngại thực hiện ý tưởng đã ấp ủ từ lâu. Bên cạnh đó, bạn vẫn nên có sự chuẩn bị với những biến động của thị trường và cả những lúc chịu sự cạnh tranh từ đối thủ. Ở thời điểm này, hãy nhớ luôn giữ cho mình một tinh thần tích cực, cũng phải luôn độc lập, tự tin trong mọi tình huống. Bạn không cần thiết phải dựa dẫm vào ai để đạt được thành công. Bạn cũng được nhắc nhở cố gắng tránh các khoản đầu tư rủi ro hay những mối hợp tác với đối tượng không chắc chắn và xử lý các vấn đề tài chính một cách thận trọng. Đồng thời, lập kế hoạch và kiểm soát chi tiêu hợp lý để tránh những khoản lãng phí không đáng có. Trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, hãy đảm bảo tiến hành thu nhập thông tin và phân tích đầy đủ để tránh rủi ro và tổn thất không đáng. Duy trì chiến lược đầu tư hợp lý và đúng đắn sẽ giúp ổn định và phát triển tài sản cho bạn. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Tháng 10 âm lịch này, tức tháng Quỷ Hợi, những người cầm tinh con hổ chào đón đào hoa tăng vọt. Nguyệt lệnh làm một dục dự báo nhân duyên vượng sắc lợi cho người tuổi Dần củng cố các mối quan hệ tình cảm của mình. Với người độc thân có thêm cơ hội để làm quen gặp gỡ hẹn hò. Có thể bạn không nhận ra mình thu hút người khác giới ở điểm nào, nhưng bạn vẫn liên tục nhận được những lời mời hẹn hò, những món quà bất ngờ và cả những lời tán tỉnh ngọt ngào. Nếu cũng đang mong chờ một mối quan hệ nghiêm túc, bạn có thể mở lòng đón nhận. Nhân duyên tốt đẹp sẽ xuất hiện vào thời điểm này, giúp bạn có một tháng tràn đầy sắc màu, ngọt ngào và vô cùng lãng mạn. Vấn đề còn lại phụ thuộc vào cách bạn tiếp nhận và phát triển duyên của mình ra sao. Còn vậy, vẫn cần tỉnh táo để tránh rơi vào tình trạng bị lợi dụng tình cảm. Người cỏ đôi ngày càng gắn bó, khẳng khích bên nhau khi cả hai đều trao những yêu thương chân thành. Nếu thấy tình cảm đã chín muồi và cả hai đều sẵn sàng, có thể tính chuyện chung thân đại sự. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Xét về phương diện sức khỏe, nhìn chung nhờ trạng thái tinh thần thoải mái nên có tác động vô cùng tích cực tới thể trạng của những chủ hộ trong tháng Quỷ Hợi này.
Nhưng vì đây sẽ là một tháng khá tất bật, công việc tăng lên, do đó con giáp này cũng nên chú ý tới vấn đề sức khỏe thể chất, làm việc nghỉ ngơi điều độ, tránh tình trạng tham công tiếc việc khiến cơ thể lao lực. Điều quá quan trọng là duy trì thói quen ăn uống và tập thể dục điều độ, nên dành thời gian thăm khám sức khỏe định kỳ để phát hiện và điều trị kịp thời các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Dần vào tháng 10 âm lịch năm 2023 như sau. 1. Tuổi Canh Dần sinh năm 1950 mệnh Mộc, năm sao Thổ Tủ, nữ sao Phân Hợi, khẩu quyết, có nhiều cơ hội thăng chức tăng lương nên nhanh tay nắm bắt. Quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Ngọ, tiểu nhân tuổi Tỵ, tuổi Thân, màu sắc may mắn màu nâu, màu xanh lá cây. 2. Tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 mệnh Kim, năm sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết, khả năng sáng tạo và lãnh đạo được công nhận, được giữ vai trò quan trọng trong tập thể. Quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Thân, tiểu nhân tuổi Hợi, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn màu đen, màu trắng. 3. Tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 mệnh Thủy, năm sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tủ, khẩu quyết, trải qua một số thay đổi tích cực và đạt được lợi ích về mặt tiền bạc. Quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Thìn, tiểu nhân tuổi Hợi, tuổi Thân, màu sắc may mắn màu xanh rêu, màu xanh nước biển. 4. Tuổi Bính Dần sinh năm 1986 mệnh Hỏa, năm sao Thổ Tủ, nữ sao Phân Hợi, khẩu quyết, nhân duyên vượng sắc, lợi cho bản mệnh củng cố các mối quan hệ tình cảm cho mình. Quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Thân, tiểu nhân tuổi Dậu, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn màu xanh da trời, màu đen. 5. Tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 mệnh Thổ, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết, nên chú ý tới vấn đề sức khỏe thể chất, làm việc và nghỉ ngơi điều độ. Quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Mão, tiểu nhân tuổi Tỵ, tuổi Dần, màu sắc may